buổi sáng thứ hai tuyệt vời. Hôm nay là sáng thứ hai những ngày cuối năm đúng không? Và mình muốn chia sẻ với các bạn những cái điều mà chúng ta kinh doanh trên online. Trong thời gian qua thì mình gặp khá nhiều bạn, đặc biệt là mình chia sẻ về online mà, nên rất là nhiều bạn cứ liên tục hỏi mình là cái cách nào để chúng ta không bị mất khách hàng trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook ở dưới comment đó mà, rồi đối thủ nó vô nó lấy mất. Và cái bài chia sẻ này đó là cái kinh nghiệm của mình, và nó cũng giúp cho bạn, kể cả người bán và người mua, cần tạo ra một cái nhận thức này. Mình tổng hợp lại thì mình thấy nó có 6 cách. 6 cách để bạn bảo vệ được khách hàng trên Facebook và bảo vệ được khách hàng của mình. Tức là khi mà bảo vệ được khách hàng của mình thì nó có lợi cho cả hai bên. Người bán, bạn đi kinh doanh, bạn bỏ tiền ra bạn quảng cáo thì bạn cần phải có được khách hàng. Và do bạn đã cam kết với khách hàng nên bạn giao hàng đúng chất lượng và hàng thật. Khách hàng thì họ liên hệ được với bạn thì họ cũng nhận được cái đơn hàng vừa với cái ý kiến của mình, vừa với cái nhu cầu của mình muốn mua. Còn nếu không á, đối tượng khác nó vô nó lấy hàng, nó lấy khách hàng của bạn, thì cả hai, bạn vừa chi tiền quảng cáo mà bạn lại không có cái gì hết, thậm chí còn mất uy tín nữa. Và người mua hàng thì trả tiền rồi nhưng mà nhận món hàng không đúng à, người ta gọi là tiền mất tật thì mang. Bạn thì không được gì hết, mà cái kẻ thứ ba, người ông hưởng lợi. Bạn đem ra này chưa? Và mình liên tục mình nhận những cái câu hỏi của các bạn là em bị khách hàng bị đối thủ nó lấy, vậy thì cái cách giải quyết như thế nào? Thì lâu nay mình cũng hay chat, mình chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên hôm nay mình ghi ra rõ ràng luôn, mình ra một cái bài chia sẻ này luôn, mình viết một cái bài viết luôn để cho mọi người hạn chế, chứ chúng ta không thể triệt để được. Hạn chế bằng cách nào đó? Thứ nhất là ra kinh doanh mà bạn dùng Facebook, mà bạn luôn tạo cho mình một cái trang fanpage, cái trang chuyên về để bán hàng. Facebook thì nó có hai cái trang, thậm chí là gọi là ba cái thì nó đúng hơn. Một là trang cá nhân, là cái trang bạn tạo bằng cái email cá nhân riêng á. Cái thứ hai là bạn tạo ra cái trang fanpage để bạn chuyên bán hàng, mình mới chạy quảng cáo được. Và thứ ba là bạn group, bạn tạo ra cái group, bạn tham gia vào cái group, bạn tạo group khách hàng cho mình. Thì thường thường là chúng ta dễ mất khách hàng nhất ở trên trang fanpage. Bạn tạo ra fanpage rồi bạn chạy quảng cáo mà. Bạn chi tiền mình chạy quảng cáo thì khi khách hàng họ thấy thì họ cần mua hàng thì họ comment ở dưới. Vậy thì thường thường là chúng ta khách mắc khách hàng đó, nên các bạn cần phải tạo ra fanpage rất là chuyên nghiệp. Tức là cái hình của được thì cái hình phải là cái mặt của bạn, cái khuôn mặt của bạn thì người ta khó giả lắm. Nếu mà các bạn để cái hình mặt logo hay cái gì đó, người ta đao logo và người ta giả ngay. Còn cái hình cái khuôn mặt của bạn thì người ta rất là khó giả. Nên là phải dùng cái khuôn mặt của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trên cái banner á, bạn phải thiết kế cái sự nhận diện của bạn nó rất là rõ ràng. Trong đó nó có số điện thoại, thông tin, email rồi rất là rõ ràng ở trên đó hết. Thì cái đó là cũng là một trong những cách hạn chế người khác copy của mình. Một cái lý do mà người khác dễ nhận mạo của bạn á, là cái avatar của bạn để hình một cái con gì đó, hoặc bạn để hình logo của bạn thì người ta chỉ cần đeo về người ta gắn vào cái của người ta thôi. Hoặc là cái banner ở trên cái Facebook á, bạn làm nó không có rõ ràng, đâm ra người ta rất là dễ để copy và sao chép của bạn. Và nên là một cái điều mà mình lưu ý ở đây là bạn phải chuẩn bị nó rất là kỹ. Hai là mỗi ngày bạn, tiếp theo là mỗi ngày bạn phải liên tục viết bài chia sẻ trên cái trang fanpage của mình. Và chính cái sự viết bài bạn chia sẻ đó thì cái trang của người ta làm không có được, người ta không có làm được như vậy. Thì bạn là người kinh doanh thật mà cái người ăn cắp đó, họ không có làm được như vậy. Thứ ba là những cái hình ảnh các bạn hoạt động luôn có mặt bạn, luôn có mặt nhân viên bạn, có cái quần áo, đồng phục, đồng mọi thứ đó, để giúp trong cái hình đó thì người ta không có ăn cắp được. Đó, bạn hình dung ra cái này chưa? Đó. Tiếp theo, cái lưu ý thứ hai là bạn phải thường xuyên xuất hiện hình ảnh của mình. Kinh doanh mà chúng ta giấu mặt là chúng ta không thể kinh doanh được.
như bản thân mình mình chia sẻ bạn đọc vô này, thì mình xuất hiện cái mặt của mình ở trên này thì đâu có ai có thể lái được. Các bạn nhận ra này, người ta không thể lái được khi mà mình xuất hiện cái mặt của mình ở trên này. Đó, bạn nhận ra điều này không? Nó là một điều là mình gọi đến các bạn là các bạn phải lưu ý cái việc này thường xuyên xuất hiện. Gần đây thì có live stream, thì thỉnh thoảng bạn live stream để cho người ta thấy bạn rất là rõ ràng. Đó. Thấy bạn thường xuyên, và khi mọi người thấy bạn thường xuyên thì mọi người sẽ như thế nào ạ? Sẽ luôn biết bạn là ai rồi, tương tác với bạn rồi, đối thủ nó không có thể lấy được khách hàng của bạn, tại vì khách hàng của bạn biết mặt bạn rồi, hoặc là bạn chia sẻ những cái hình ảnh luôn luôn có những tấm hình của mình vô. Các bạn lên trang Facebook của mình, trang Nguyễn Tư Duy, các bạn sẽ thấy là mình thường xuyên chia sẻ và có cái hình của mình, là mọi người biết mình rồi. Đối thủ nó rất là khó, dĩ nhiên mà nói là không có hạn chế 100% được, nhưng mà là khó. Hoặc là bạn quay những đoạn video và bạn chia sẻ và người ta cũng biết về bạn rồi, nên là đối thủ rất là khó. Cái thứ ba là ở dưới các cái comment á, hoặc là trên một cái bài quảng cáo, là ở dưới bạn nên lưu ý là nhắn với khách hàng rằng là đừng có để thông tin số điện thoại trên cái comment, mà hãy inbox vào trong inbox á, nó rất là kín. Mọi thứ chúng ta trao đổi nói chuyện nó đừng có để email thông tin ở bên ngoài, để khách hàng không có thấy, để đối thủ chúng ta nó không có thấy được. Chúng ta trao đổi nói chuyện ở phía bên trong phía comment, hoặc là nói họ chỉ cần nhắn tin cho mình vào số điện thoại, hoặc là gọi điện thoại cho mình thì mình sẽ gọi điện thoại lại bạn nhân cho, để chúng ta bảo mật thông tin khách hàng. Nói với khách hàng biết rằng là cái việc bảo mật thông tin nó rất là quan trọng cho cả đôi bên luôn, nó bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Hoặc là bạn viết một cái chú ý ngay phía bên dưới cái comment, bạn viết một cái dưới ngay phía dưới cái comment, thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn cũng sẽ được chia sẻ rất là nhiều, thì khách hàng họ sẽ đọc và họ sẽ biết. Tức là bạn cần phải có một cái hướng dẫn rất là rõ ràng, là nói khách hàng đừng có để thông tin trên này, vì vấn đề là cái đó, vấn đề đó là cần bảo mật cho khách hàng, thì khách hàng sẽ biết. Thứ tư là chúng ta nên ẩn cái bình luận. Phần nhiều là mọi người buôn bán mà quên ẩn cái bình luận đi, nó có chức năng ẩn cái bình luận, thì các bạn lấy được số điện thoại xong thì các bạn ẩn đi. Hoặc là gần đây thì nó có cái phần mềm ẩn số điện thoại, ẩn thông tin của khách hàng, thì khi mà ai comment lên là tự động nó ẩn ngay. Tuy nhiên bạn là người quản trị thì bạn luôn luôn đọc được comment và bạn thấy được cái comment đó. Bạn nhận ra điều này mà cái này nó bảo vệ cho khách hàng các bạn và bảo vệ cho bạn nữa. Nên cái chi phí phần mềm này thì nó rẻ, nó không bao nhiêu, vài trăm ngàn một tháng, nó rẻ. Bạn cũng phải thường xuyên online. Nếu mà bạn đã là người tập trung kinh doanh một thời gian thì bạn tập trung thường xuyên online. Khi có khách hàng thì bạn trao đổi, bạn nói chuyện liền, thì cái đây là cũng một cách hạn chế. Những bạn mà không thường xuyên online, mà kinh doanh online đối với bạn là nó thuộc bán thời gian đó mà. Lúc rảnh thì bạn mơ làm. Thì bạn nên dùng cái phần mềm để ẩn cái bình luận đi. Còn những bạn mà thường tập trung 100% trong kinh doanh thì bạn phải thường xuyên online, đặc biệt là bạn trên điện thoại smartphone của bạn á, khi ai comment thì nó báo về liền để bạn trực tiếp bạn nói chuyện với khách hàng liền, để chúng ta hạn chế mất vì cái khách hàng của chúng ta về tay của những người đối thủ. Cái thứ sáu là bạn cần tạo cho người ta những cái kênh liên hệ rất là nhất quán. Bạn luôn luôn hướng dẫn là bạn có những cái kênh liên hệ nào, số điện thoại của bạn nè, email của bạn, hoặc là liên hệ qua Facebook nè, hoặc là liên hệ trực tiếp nè, tức là hoặc là Zalo nè. Bạn cần để cái thông tin liên hệ nhất quán ở tất cả mọi nơi, để khách hàng khi họ biết thì họ hành động. Chứ bạn không hướng dẫn thì khách hàng họ không biết cái cách để họ hành động. Bạn nhận ra điều này không ạ? Vậy thì vừa rồi là mình đi qua một dòng là 6 cách để chúng ta không bị mất khách hàng trên Facebook, đặc biệt là trên Facebook các bạn dễ mất khách hàng nhất. Và cái hành trình kinh doanh nó là vậy, mỗi ngày chúng ta cần phải học một chút. Không ai mà tự nhiên chúng ta lớn lên chúng ta biết kinh doanh hết. Kinh doanh là chúng ta chịu học hành đàng hoàng, chúng ta chịu biết kỹ năng là chúng ta kinh doanh được. Nguyên nhân chúng ta kinh doanh không được là bởi vì chúng ta thiếu kiến thức về kinh doanh, thiếu kỹ năng về kinh doanh và thiếu những cái kinh nghiệm về kinh doanh. Kinh doanh nó không có khó, nhưng
Tại sao nó lại rất khó với nhiều người? Bởi vì các bạn không có chịu học về lĩnh vực đó. Ví dụ như bạn muốn chạy xe thì bạn phải đi học lái xe, rồi về bạn phải thực hành, rồi bạn đi tới đi lui rất là nhiều lần bạn mới chạy cái xe tốt được. Thì kinh doanh nó vẫn giống như cái quy trình vậy, nhưng mà có điều là các bạn không có chịu làm. Cái đau khổ nhất là các bạn không có chịu làm. À, các bạn cứ kinh doanh theo cái ngẫu hứng à. À, và cái việc đi học kinh doanh là bạn ngồi bạn tính toán, nhưng mà đi học kế toán để đi làm nhân công nhân viên thì bạn lại đi học. À, nên là chúng ta có những cái suy nghĩ mà muốn kinh doanh mà không chịu đi học kinh doanh. À, rồi suốt ngày ngồi rên là kinh doanh khó, nhưng mà đi làm công thì lăn ra đi học, mà nó biết các bạn tư duy cái kiểu gì. Đi làm kế toán thì lại lăn ra đi học, học 4 năm kế toán, nhưng mà đi làm kinh doanh thì không chịu đi học, học một vài ngày cũng không chịu đi học. Vậy thì làm sao chúng ta làm được? Các bạn chịu chưa? Nó là làm cái gì đã tập trung là phải làm, quyết tâm và làm cho bằng được thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Đừng cứ ngồi mà cứ rên rỉ than thở rồi tại sao nó khó. À, lý do lớn nhất chúng ta làm được là chúng ta thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm. Nên là mình mong muốn chia sẻ các bạn đến điều này, và các bạn nhớ tương tác với các đoạn YouTube của mình. À, khi mình rảnh thì tự nhiên mình chia sẻ, mình lên kế hoạch mình chia sẻ tới 1.000 lần, 1.000 đoạn lần các bạn. Nên các bạn an tâm, bây giờ mình mới chưa được 200 đoạn mà, nên là chúng ta lại tiếp tục chia sẻ mỗi ngày, mình sẽ chia sẻ bạn một chút. À, bye bye các bạn rất là nhiều, và chúc các bạn ra khởi nghiệp kinh doanh càng ngày càng phát triển. Bye bye các bạn.